Việt Nam yêu cầu đưa trở lại danh sách quốc gia đáng quan tâm, tin từ Hoa Thịnh Đốn. Trong ngày 30 tháng 4, Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế hay USCIRF đã công bố chương trình về tình hình đàn áp tự do tín ngưỡng, thờ tự tại 33 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bản phúc trình thường niên đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam và 6 nước khác vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Chủ tịch USCIRF, tiến sĩ Katrina Lantos-West phát biểu nhân dịp công bố phúc trình năm nay rằng không có ngày nào mà trên trang chính mặt báo không có ít nhất một quốc gia trong danh sách đưa ra bị nêu tên về tình hình đàn áp tự do tôn giáo. Cũng theo bà Sweat thì tình hình khủng hoảng nhân đạo xuất phát từ những đợt khủng bố, đe dọa và bạo động trong năm 2014 đang báo động trên thế giới. Bản phúc trình của USCIRF nêu ra nhiều trường hợp về đàn áp tôn giáo tại Việt Nam như vụ đàn áp giáo sứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng bỏ tù các thanh niên công giáo, đàn áp và bỏ tù những người hờ mông và thiểu số Tây Nguyên theo đạo tin lành, kiểm soát các hoạt động của Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài, tịch thu đất đai tài sản của các tổ chức tôn giáo và tại một số nơi bắt các tín đồ phải bỏ đạo. Bản phúc trình của USCIRF nêu lên Nghị định 92 về tôn giáo của Việt Nam nói rằng đây là một bước thụt lùi sẽ tạo nhiều khó khăn cho các nhóm tôn giáo đang hoạt động không chính thức, Ngoài Việt Nam, 6 nước khác cũng bị Ủy hội đề nghị đưa vào danh sách đáng quan tâm về tự do tôn giáo, gồm có Miến Điện, Trung Cộng, Eritrea, Iran, Bắc Hàn, Saudi Arabia, Sudan và Uzbekistan.